Có ai đi xin lời khuyên làm giàu từ một người nghèo không? Công việc của người giàu khó khăn, họ có tìm gặp người nghèo để xin tư vấn không? Không bao giờ có. Vậy người nghèo đấy có ý nghĩa quan trọng đối với người giàu kia không? Không. Thế thì bạn đang ảo tưởng sức mạnh là người giàu đấy đang chơi rất thân với tôi. Đây là cái bài mà tôi giúp cho những người ta giàu lên đấy. Tiêu chuẩn số 3. Đó là mối quan hệ. Viết xuống. Bạn nói chuyện với một người, bạn bảo dạo này khó khăn quá, kiếm tiền vất vả, mà công ty nó sa thải đó, mà tao lại là trong cái nhóm sa thải đó, là bế tắc quá. Thế bạn mình nó bảo mà bọn mất dạy, làm không làm được lại còn đuổi việc nhân viên nữa. Rồi hai đứa nó cùng thế nào cả nhà? Cùng thế nào à? Cùng chán. Cùng chán đúng không? Rồi mấy người đi kinh doanh bắt đầu tâm sự với bạn mình, ông dạo này làm ăn khó quá, bế tắc quá, không làm được đâu. Bạn mình nó bảo tạm thế. Điều gì diễn ra cả nhà? Hai người không có gì thay đổi hết. Và đến cuối cùng mọi thứ nó vẫn thế. Nhưng nếu bạn có một mối quan hệ, bạn bảo ông dạo này khó khăn quá, thế là ngay lập tức nó chỉ cho làm cái này đi, làm cái kia đi để tốt. Thế thì điều gì diễn ra? Điều gì? Mình thay đổi, mình tốt hơn. Đấy là giá trị của mối quan hệ. Vì sao người giàu không chơi với người nghèo? Vì sao? Tư duy không giống nhau. Nhiều người bảo cái chú đấy, cái bác đấy giàu rồi nhưng vẫn chơi với bố tôi như hai người bạn thân. Tôi mới nghĩ trong đầu là chơi cái kiểu gì? Chơi chỉ gặp nhau ngồi uống trà đá chém gió, hay chơi là giúp đỡ nhau trong tất cả mọi thứ trong cuộc đời này? Thế theo bạn sẽ là chơi ở góc độ nào? Một hay hai, giữa một người giàu và một người nghèo? Họ chỉ tìm một người bạn để tâm sự thôi. Chứ còn trong những thứ quan trọng của cuộc đời họ, họ sẽ không tìm đến những người đấy. Có ai đi xin lời khuyên làm giàu từ một người nghèo không? Công việc của người giàu khó khăn, họ có tìm gặp người nghèo để xin tư vấn không? Không bao giờ có. Vậy người nghèo đấy có ý nghĩa quan trọng đối với người giàu kia không? Không. Thế thì bạn đang ảo tưởng sức mạnh là người giàu đấy đang chơi rất thân với tôi. Đối với họ, bạn chẳng là gì. Bạn chỉ là một người bạn nói chuyện giống như bao người khác. Và đến một thời điểm nào đó, bạn bè nó có mãi mãi được không cả nhà? Không. Bạn biết là bạn bè rủ nhau đi kinh doanh, gặp khó, mất bạn. Từng chưa? Hai người là bạn rất thân, rủ nhau cùng kinh doanh, gặp khó khăn kể cả giàu có, vẫn mất bạn như bình thường. Từng chưa? Biết ai như thế không? Nhưng nếu mà hai người bạn kinh doanh, tức là từ xa lạ mà làm ăn với nhau, mà lại tạo ra kết quả, thì hai người đấy là thân và cực kỳ thân. Bạn có biết điều này không? Đấy mới là bạn thân thực sự. Thân và cực thân. Vì sao lại gọi là thân và cực thân? Mọi vấn đề trong cuộc sống của họ đều có nhau. Lúc nào cũng có nhau, trong suy nghĩ của nhau là có nhau. Đấy mới là thân các bạn. Khi họ khó thì tìm người kia tư vấn, khi người kia khó thì có mình tư vấn và giúp đỡ. Đấy mới là thân. Đúng không ạ? Đấy là bạn hiểu về mối quan hệ chưa? Không phải những người thân với mình từ nhỏ đến lớn nó là thực sự thân. Thân theo kiểu gì? Nhưng nếu sau này bạn ra ngoài đời mà bạn có những đối tác thân thiết, bạn nhớ nhé, đây là một nguyên tắc đấy. Hai người bạn thân mà đi làm ăn là mất bạn luôn. Còn hai người bình thường xa lạ làm ăn mà thành công thì sẽ trở thành hai người bạn thân. Và đấy mới là những người bạn mà bạn nên tìm kiếm. Bạn bè chơi với nhau mà làm cho nhau không phát triển được thì chơi để làm gì?
Đồng ý không? Chơi để làm gì? Bởi vì bạn bảo ui em thích người đấy lắm, chơi với nó thoải mái, vui lắm. Nhưng mà đấy là vui đối với bạn. Bạn nhìn lại đằng sau của bạn ấy còn con kìa, còn bố mẹ già nữa kìa, còn chồng nữa kìa, còn vợ nữa kìa. Và những người đấy người ta đang mong muốn có một cuộc sống nó tốt hơn. Và nếu mình không muốn tốt hơn thì mình sẽ gây ảnh hưởng đến cái gì cả nhỉ? Cuộc sống của họ. Có phải mình mà không giàu thì con mình nó vất vả không? Gia đình mình sẽ mâu thuẫn không? Có. Không nhiều thì ít, mà không ít thì sẽ nhiều. Và phần đa những mâu thuẫn của các cặp đôi ấy là đến từ đâu? Khó khăn tài chính. Đúng không? Khó khăn tài chính. Thế bạn sẽ thấy đấy. Nếu mình không chịu tiến lên, mình không muốn thay đổi, không muốn phát triển, thì không sớm thì muộn mọi biến cố nó sẽ ập vào gia đình của mình. Tôi có một cái chiêm nghiệm là gì? Pháp luật không ở đâu bắt tội người nghèo hết. Nhưng mà ông trời là phạt người nghèo rất nặng. Vì sao vậy? Bạn sẽ thấy không? Người nghèo ốm thì đi chữa ở đâu? Ở đâu? Bệnh viện. Bệnh viện đấy nó thế nào? Chất lượng thế nào? Kém. Rồi có được một mình một giường không? Được một mình một phòng không? Bác sĩ tốt không? Không, chẳng cái gì tốt cả. Những người giàu thì sao? Một mình một phòng, bệnh viện quốc tế, bác sĩ y tá 24/24. Và thấy có vấn đề gì cái bấm chuông một cái là người ta chạy đến ngay. Chị ơi có việc gì, cần gì? Đấy là sự khác biệt chứ cả nhà. Rồi tôi ví dụ như là con của tôi hay là chính bản thân gia đình của tôi, cứ đi khám ở đâu ấy thì đều là bệnh viện quốc tế. Và bạn biết bệnh viện quốc tế nó là nơi như thế nào không ạ? Khách sạn 5 sao như nào, bệnh viện quốc tế y hệt như thế. Vào đấy là có lễ tân đón tiếp này, có chỗ ngồi đón tiếp này, mọi thứ đều cực kỳ sạch sẽ. Nói chung là như đi khách sạn 5 sao vậy. Vào trong phòng tất cả mọi thứ đều cực kỳ sạch sẽ và không hề có mùi bệnh viện. Bạn biết mùi bệnh viện là mùi gì không? Đấy, cái mùi nó cực kỳ ghê, đúng không? Và bạn bảo, ôi tôi vẫn khỏe, tôi chịu được, tôi xếp hàng được, tôi ở cùng người ta được, không sao cả. Nhưng bố mẹ mình thì sao? Già mà đã ốm đau xong lại già thì nó có mệt hơn người bình thường không cả nhà? Xong lại thêm cái cảnh đấy nữa thì tôi hỏi bạn bao giờ cho nó khỏe? Phải vậy không? Rồi con mình thì làm sao? Nếu ốm đau một cái bệnh gì đó mà những cái đơn vị bình thường không thể chữa chạy được, mà bắt buộc phải cái nơi có nhiều tiền mới chữa được thì sao? Vất vả không? Thế thì đối với chúng ta ở đây, bằng mọi giá mình phải tạo ra cho mình những cái điều kiện để mình phát triển tốt nhất. Hãy nhớ nha, hãy đơn giản thôi, bằng mọi giá phải giàu. Nhắc lại này, bằng mọi giá phải to hơn, bằng mọi giá phải to hơn, bằng mọi giá phải hai phải là bằng mọi giá phải giàu.